Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây, thì lại tiếp tục cái chuyên mục mà là đi soi ạc người khác, khám phá người khác, soi ID rồi thông số các thứ ấy. Thì lại mấy anh em này mình không có làm thì mấy anh em lại bảo yêu cầu mình làm rất nhiều về cái chuyên mục đó. Thì thỉnh thoảng mình sẽ làm về một người và mình sẽ đăng lên, và hôm nay thì mình sẽ làm về một YouTuber nữa, đó là Huy Lam. Huy Lam BOBG, một anh chàng mà mình không biết là bạn này sinh năm bao nhiêu, nhưng mình cứ gọi là anh đi, chữ anh đi. Tại vì anh chàng này mình cũng đã theo dõi rất là lâu rồi. Mình xem anh Huy Lam này từ cái hồi mà anh còn đánh Liên Quân cơ. Hồi đấy anh vẫn like Liên Quân ở trên nền tảng Facebook, và bây giờ thì like là PUBG. Cái hồi anh ấy đánh Liên Quân là cái hồi lúc đấy là chuyên đánh con Quy Len và tỷ lệ thắng còn 100% ấy. Đấy, mình coi rất là lâu rồi. Và sau đó thì anh mới chuyển sang làm con game PUBG này. Thì mình cũng theo dõi từ cái hồi mà mới được đâu đó là 10 hay 11 ca sắp gì đấy. Rất là lâu rồi, cũng khá là lâu rồi. Và đang nói chung là kênh của anh ấy thì đang trên đà phát triển, nói chung là khá là mạnh. Thì đây là cái kênh của Huy Lam PUBG Mobile. Thì anh em có thể thấy đập ngay vào mắt là một cái clip Huy Lam PUBG Mobile danh một phá kỷ lục Việt Nam solo squad 39 kill đó. Một lượng kill mà phải nói là nhiều nhất trong các YouTuber khi làm clip rồi. Mình nghĩ là như vậy, mình đoán vậy, vì mình chưa thấy YouTuber nào khác có cái số kill nào nhiều hơn cả. Đây là kênh của anh ấy với 45.700 sub. Nhưng mà clip đăng lên thì nói chung là view còn nhiều hơn cả sub cơ. Đó. Vậy là cũng gọi là cái sự nổi tiếng của anh ấy cũng khá là nhiều. Đó. Đấy anh em này. Thấy không? Đó thì đây là cái kênh của anh ấy. Bây giờ thì mình sẽ vào game để tìm ID của anh ấy xem nó như thế nào. Đây thì mình đã có ID của anh ấy rồi, 5323 85 711. Đây rồi, XG Huy Lam đây rồi anh em. Đây, cầm trên tay của mình đó là cây M4 băng. Ta cùng điểm qua nào. Một bộ đồ xịn sò con bò hải tặc các thứ. Có siêu xe luôn. M4 chỉ level 2 thôi. Và cùng đến với những cái thông số nào. Điểm point là 2850. Mình sẽ soi hết những các mùa trước nha. Mùa 4 xem nào. Mùa 4 chưa chơi. Hình như mùa 4 anh ấy chưa chơi. Đúng rồi, cái hồi đấy thì mùa 5 thì đã chơi rồi. Ủa? Đúng rồi. Mùa 5 là ACE. Mùa 6 cũng A. Mùa 7 thì mới Kim Cương 2. Mùa 7 thì lại không chơi anh em ạ. Và mùa hiện tại thì Kim Cương 4. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái này. Mình sẽ review mùa 4 chơi ít, mùa 4 chơi có mấy chục trận. Mùa 5 thì chơi khá nhiều, 595 trận, 2007 kill cơ mà, một lượng kill quá nhiều đấy anh em. Uầy, mùa 6 thì lại 2009 kill, một lượng kill nhiều thật sự anh em ạ. Mùa 7 thì lại chơi quá nhiều, chơi nhiều đấy anh em, 1176 trận, kill tận 5771 kill mà. Một lượng kill khủng bố anh em. Quá khủng luôn. Và mùa hiện tại là chơi 575 trận và kill 2007. Một lượng kill nhiều vãi đái con chó cái luôn anh em. Quá nhiều. Đây là ở danh squad. KDA là 5.29. Kill 26. Cao nhất, đam cao nhất là 3670. Mình sẽ sang xem khác xem nào. À đây rồi.
Đây là server server Hàn Quốc. Một server phải nói là cũng là server châu Á. Cũng được rất nhiều các dân chơi quẩy ở trong server này. Chơi 86 trận, kill 751. Và cái đây là 9.39 anh em ạ. Cáp lại màn hình nhá. Lượng kill cũng khá là ngon đấy. Mình sang những cái mùa khác theo anh em à đâu. Cũng chơi một ít này. Chỉ server 8 anh mới chơi 2 server thôi. Như vậy là KDA là 9.39, một KDA khá là ok. Và lập được kỷ lục, anh này lập được kỷ lục đó là nhiều view nhất của số YouTuber đi. Còn nếu mà những ai mà chưa, những ai nhiều view nữa thì mình không biết, tại vì chắc họ không làm YouTuber thì cái thông số lại ẩn đi mất rồi. Đấy là một vài thông số của XG Huy Lam, một anh ở trong team của Nộc Big Noi đấy anh em. Mình hiện tại thì mình cũng hay xem của anh này, mà mình cũng hay xem kỹ năng của Huy Lam bắn, một chàng trai bắn khá là hay. Ok, thì cái clip yêu cầu review của anh em xem ác của Huy Lam có gì thì mình cũng đã sâu ở đây rồi. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và một comment ý kiến để mình có thể làm tiếp những video khác. Anh em muốn mình làm về chuyên mục như thế nào hay là gì thì cứ nhớ comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye.